Hello, xin chào tất cả quý khách hàng đã đến với kênh Địa ốc FT Home. Hôm nay Huy có mặt tại đây để cập nhật tiến độ xây dựng về hoàn thiện căn nhà cho tất cả quý khách hàng. Thì căn nhà này nằm trên mặt tiền đường Đồng Tâm Phước Vĩnh và cách Đinh Đức Thiện chỉ 500m, rất thuận lợi cho việc di chuyển về hướng Bình Chánh, quận 6, quận 8 chỉ mất từ 20 cho tới 25 phút. Thì bây giờ Huy xin mời tất cả quý khách hàng tham quan căn nhà. Thì trước nhà, căn nhà này được thiết kế theo phong cách bán cổ điển. Thì trước nhà bên Huy là một cái cổng rất là to theo phong cách giống như là một cái biệt thự. Phía trên thì bên Huy cũng có chừa một cái khoảng để quý khách hàng có thể trồng cây hoặc là trồng hoa, thì rất là tuyệt vời. Phía đây là khoảng sân phía trước. Sân phía trước này rất là rộng, quý khách hàng có thể để xe máy hoặc là để khoảng sân rộng này để cho con cái mà về đây ở thì có thể nhô đùa, rất là tuyệt vời. Và toàn bộ phần sân này thì đều được bên Huy ốp gạch cao lên 1m2, rất là sạch sẽ. Đây là cái phần gạch ốp của mặt tiền ở căn nhà. Phần gạch này thì làm theo phong cách giống như là giả những cái vân mây, vân đá, nhìn cho căn nhà rất là chắc chắn và kiên cố. Còn đây là phần cửa sắt trước nhà. Thì bên Huy khi mà hoàn thiện xong sẽ lắp kính, và kính là kính cường lực nên rất là chắc chắn. Khi tham quan căn nhà này, Huy xin nhắc lại một lần nữa, căn nhà này có diện tích là ngang 4,7 dài 21, có một phòng khách, một phòng bếp và 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, rất thích hợp cho một gia đình từ 6 đến 8 người ở. Thì căn nhà này Huy xin nói về cái lý do mà quý khách hàng phải sở hữu ngay căn nhà này. Là đầu tiên là nhà này nằm ngay mặt tiền đường Đồng Tâm Phước Vĩnh, thì phía trong có rất là nhiều căn nhà đã và đang xây dựng và dân cư về đây ở rất là đông. Khi khách hàng sở hữu căn nhà này thì có thể kinh doanh, thì tại vì mình lại nằm ở đầu đường và mặt tiền đường. Cái lý do thứ hai là căn nhà này xây dựng rất là kiên cố và bên Huy sẽ hỗ trợ phần bản vẽ nếu mà quý khách hàng nào có nhu cầu muốn hoàn công căn nhà này, và bên Huy cũng sẽ hỗ trợ thêm về mặt pháp lý để quý khách hàng có thể hoàn công được căn nhà. Và lý do thứ ba là căn nhà này đã có sổ hồng riêng, và chỉ với mức giá hơn 2,1 tỷ thì quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà lên đến gần 100m2. Thì với mức giá này ở khu vực này thì quý khách hàng chỉ sở hữu được một căn nhà khoảng 80m2 thôi, mà khi quý khách hàng sở hữu căn nhà này đã lên tới 100m2 thì khi đó khi mua căn nhà này thì quý khách hàng là mặc định sẽ lời được khoảng 200 cho tới 300 triệu, bởi vì một mét vuông đất ở mặt tiền đường này nó rơi vào khoảng từ 14 tới 15 triệu. Thì đó là những lý do mà quý khách hàng phải mua ngay căn nhà này, và hãy liên hệ ngay cho Huy qua số điện thoại 094 96 98 547 để sở hữu ngay căn nhà này. Và đặc biệt trong dịp Tết này, quý khách hàng nào mà muốn mua để đầu tư thì bên Huy cũng sẽ cam kết với quý khách hàng, tặng cho quý khách hàng một gói là cam kết cho thuê trong vòng 1 năm với 5 triệu đồng một tháng. Và nếu mà quý khách hàng nào mà có nhu cầu mua ở thì sẽ nhận được bên Huy tặng cho một gói nội thất trị giá lên đến 20 triệu. Và đặc biệt là quý khách hàng nào mà liên hệ cho Huy qua kênh YouTube thì sẽ nhận được thêm một chỉ vàng. Và nếu mà quý khách hàng nào mà thấy hay thì hãy cho Huy xin một like và một subscribe kênh. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng.